thầy cô và tất cả mọi người, em tên là Võ Phổ Thái, học sinh lớp 9A1, trường trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Hiện nay chúng ta đang phải chịu ảnh hưởng rất nhiều từ thiên tai như bão, lũ, sạt lở, vân vân. Gần đây nhất, nước ta vừa mới chịu ảnh hưởng từ cơn bão Yagi khiến cho hàng nghìn người thiệt mạng và rất nhiều cơ sở vật chất bị hư hại nặng nề. Nguyên nhân đa phần là do con người như chặt phá rừng, săn bắt động vật trái phép và xả rác bừa bãi khiến cho ô nhiễm môi trường tăng tình trạng hiệu ứng nhà kính. Ngoài ra còn do các tính chất phân hóa theo không gian thời gian của yếu tố thủy văn dẫn đến các thiên tai xảy ra như hiện nay. Và thiên tai thì không thể nào mà ngăn cản được. Cho nên chúng ta cần có một số cách để ứng phó khi xuất hiện thiên tai. Đầu tiên, khi nghe thông báo có thiên tai xuất hiện, hãy di chuyển đến nơi an toàn đầu tiên. Và nếu còn thời gian, hãy gia cố cho ngôi nhà thật chắc chắn để tránh hư hại về mặt tài sản. Thứ hai, nếu cảm thấy bầu trời có hiện tượng lạ, hãy ở yên trong nhà hoặc tìm nơi trú ẩn để tránh những tai nạn không đáng có. Sau cùng, việc phòng chống thiên tai là trách nhiệm của tất cả mọi người. Vì thế, chúng ta cần chung tay để đối phó với nó, tránh những thiệt hại không đáng có và giúp đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.